mới nè. Gió gió. Rồi 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 rồi. Để mời rồi. Rồi đó. Nó sao cái lên chi? Ủa có gì vô mình nhiệm vụ luôn nhỉ? What the fuck? Anh đâu rồi? Để xuống chút đi nhỉ. Chuẩn bị chưa? Ok man. 1, 2, 3. Xe này châu bò dữ. Ôi Bóng nghe. Bóng lộn lộn đâu quá. Em thấy anh nhảy ra xong bị Nguyên cánh thằng chém luôn. Buông dù đi em xuống đó, buông dù đi anh đâu rồi. Rồi rồi. Oh man, bóng lộn lúc này. Em không thấy anh đâu. Nghĩa ơi, chở em đi Nghĩa ơi, anh là không an toàn gì hết. Anh bóng lộn lúc tam giác. Ê, bình tĩnh. Chở em đi. Hướng này trái đi, quay hướng này trái đi, đừng có chui đó, nghe chui đó chết rồi kìa. Rồi thẳng lên, đó, có bốn kìa, thấy không? Không. Anh đừng qua hướng này, hoành lại, đi vô trong quân sự luôn. Rồi, hướng đó rồi, thẳng đi, bay thẳng tới vậy. Anh nhìn thấy có hai cái ô chữ nhật không? Thôi bớt nằm dưới đó, thấy không? Rồi, đủ, bớt bốn chưa? Sao? Rồi, đứng ở đây, nhảy vụ á. Thấy rồi. Bình tĩnh nha men. Ok, thấy rồi. Nhìn trời nè. Nào ra chăng tên lửa. Thôi rút lại rồi, Nghĩa ơi trực thăng với em hai chiếc, Nghĩa ơi cứu em. Từ từ. Em đâu rồi? Từ từ em đến đây đi theo nè. Lên bay lên. Ai ok, giá đủ ví được mình. Có hai chiếc là Nghĩa không Nghĩa? Hốt nó, đúng rồi, man. Một chiếc. Yeah, một chiếc rồi, còn một chiếc nữa. Ê, rồi, xì khói rồi, Nghĩa ơi, xì khói. Hạ xuống đi, cao quá. Anh bị dí rồi mà máy bay có vấn đề luôn. Ui. Phải. Thôi, anh đi bộ luôn rồi anh. Thôi, nhảy đi ba, em thấy con mày rồi đó. Anh đi bơi cho đã. Thôi, vô hồ nước. Chào. Oh yeah man. Ồ, bị bắn rồi. Chết. Ồ, má cảnh sát trời ơi. Bầy nhóc luôn. Trời ơi. Trời. Oh yeah. Cảnh sát everywhere. Đi chỗ này lên không đi. Đây nè nghe ơi. Á đu quá đường cột hết chưa. Đã bắn rồi. Má bựa ơi trời. Yeah man. Gọi xe chạy đi. Vừa mới nói xong, bị bắn rồi. Bắn chết rồi. Ừ, thôi đi. Dead. Ê, sắp chết rồi Nghĩa, nghĩa. Đang tới, em ráng chạy đi, hết mạng rồi, anh lỡ chết rồi. Chạy đi, ăn bánh đi. Em hết bánh, còn thuốc lá không? Trời ơi, hết đồ rồi, đem thuốc lá chi vậy ba? Thuốc lá cái phèo nhất đó ba. Quên. Nói gì đâu mà tưởng, anh cứ tưởng là hút thuốc lá vô nó phê nó tăng máu. Ai ngờ hút xong phê xong một mất máu mới tụt. Đó, có hại cho sức khỏe mà. Mày. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, đừng nên hút nha. Cố lên Nhĩ ơi. Đang bắn thăm dò nè ba. Trả lời. Để em xíu. Fuck you bitch. Cái này như nó đâu có súng đạn gì đâu. Trời ơi hớt mà có súng đạn lại bắn thôi chứ không ngu không hiểu. Mày quan trọng là em không hiểu sao lấy cái container nè. Lấy cái thùng nè. Cropping hook. Container nó nằm trong nhà mới tụt chứ trời. What the fuck? Thì đó. Đậu. Xanh. Xe chậm gì trời. Yeah man, chạy đi cưng. Bỏ xe. Xe quái thiệt.
Thầy, phải làm cho điệu nghệ vô. Địch. Quẹ qua nhốt ba canh không đều hết rồi. Canh đang cố canh cho đều nè. Vô cưng. Chớp. Đâu? Chụp chưa? Chưa, chưa. Rồi, nghe ra. Yeah man, oh yeah, đi. Yeah. Ai lấy cái, ai là lấy cái xe này chạy thẳng vô nhà Lester luôn á. Lấy xe này chạy thì chắc tới mai. Không lên thông. Nó chỉnh filter nhìn còn cũng được quá nha. Để chỉnh thêm cái filter này. Ê. Đồ. Như phim hành động á ba. Phải. Yeah man, lấy ra đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa đâu ra thêm thằng ấy, thằng mặc đồ bựa vậy? Thằng ai rơi đó. Chạy đi quốc luôn, bất thương. Oh shit. Tỉnh lắm á. Leo trực thăng. Đó đúng luôn. Em tính hết rồi. Tính cả rồi. Ê ê ê. Còn nào đúng không? Khóa rồi đúng không? Khóa rồi đi tiếp. Đang lấy nè. Đúng rồi. Anh hiểu không nghe ơi, hiểu không nghe ơi. Em dở lấy cho thằng. Nhâm vui. Lên rồi nghe ơi. Quá ngầu, ngầu quá men. Cậu. Coi gì rớt hàng đó ba. Đó không có đâu. Dân chơi không sợ mưa rơi. Đỏ. Nó bay trúng một cái một ba nổ đung chết queo. Tới chưa? Tới rồi nè. Tới rồi, rồi đem bay xuống. Ôi. Ồ, má em tưởng xong một phát. Thắng rồi. Thắng rồi. Em được nhiêu? Đủ. Được nhiêu? 27 ngàn.